Giấy ạ? Chuyện
我家庭打算去上海玩，然后我们去吃一家饭店吃饭。明年我家庭打算去上海玩，然后我们去吃一家饭店吃饭。我。
Đấy, câu trả lời cuối cùng chưa? Chưa. Là câu trả lời cuối cùng của mình là gì? Chợ cha, Tân Thiên. Nhưng tận hẳn như là vào sư tâm Tân Thiên. Đợi một chút chai để ngồi kho với cạnh. Ừ, đợi một chút nhá. Hả? Chị sư tâm Tân Thiên sư mẹ. Thích thích. Thì nữa. Trong mây của hứa, của hứa đất ấm nhiều. Ngày sau chuyên quá đó. Của ngân chua, chua, chú sủ tiên thời gian đã hết rồi và cảm ơn Tứ Tiêu nhá, là chúng ta đã hoàn thành xong bài thi rồi đấy ạ. Đợi kết quả chấm từ giám thị nhá. Cảm ơn bạn hôm nay đã đến đây dù mưa gió rất khóc rồi. Cái từ treo chế này là động từ dạy học đúng không? Cái nó chỉ là mẹ tôi ở trường học rồi mẹ tôi ở trường học dạy học nữa nè. Chúa nó dạy tiểu chế đi chào chị. Em sẽ là câu này mình nghĩ nhá. Rồi, cảm ơn Tú Như. Không sao, không vấn đề gì, đã hoàn thành xuất sắc rồi nhá. Rồi để nhá, bảo tớ sẽ chia. Chào, 我叫
你是哪国人？我是越南。你是越南哪里人？我是越南，我是越南海南。很高兴认识你。很高兴认识你。Rồi, thì buổi trước đã trao đổi thì chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phần nhé. Nhất là chào mừng cha anh đã đến với buổi thi HSKK ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có phần 1 là phần nghe và đọc lại. Đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 15 câu nhé. Ở mỗi câu ta sẽ được nghe 2 lần nhá. Ở cái phần này chúng ta sẽ được một câu là 2 điểm. Phần thứ hai là nghe và trả lời câu hỏi. Thì phần này chúng ta có 10 câu nhá. Chúng ta cũng sẽ được hỏi 2 lần nhá. Và trả lời đúng thì chúng ta sẽ được 3 điểm trong một câu. Và phần cuối cùng là chúng ta nhìn hình ảnh đặt câu nhá. Rồi, phần này có 4 câu tất cả và mỗi câu là 10 điểm nha. Rồi, mình đã sẵn sàng chưa? Để mình bắt đầu nhá. Một nhá. 一, 太失望了. 太失望了. 太失望. 二, 他不是医生. 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 三, 我在喝牛奶. 我在喝牛奶. 四, 他喜欢游泳. 他喜欢. 他喜欢游泳. 他喜欢游泳. 五, 我们都是越南人. 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 六, 昨天上午我去银行。 昨天上午我去银行。 七, 他是我的小学同学。 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 八, 这是我的手提电脑。 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 九, 这附近没有电影院。 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 说父亲没有电影院。 十, 我妈妈在银行工作。 我妈妈在银行工作。 十一, 我的妹妹很可爱。 我的妹妹很可爱。 十二, 超市在学校后面。 超市在学校。 超市在学校后面。 超市在学校后面。
十三，这是我的中国朋友。这是我的中国朋友。这是我的中国朋友。这是我的中国朋友。十四，今天是六月五号。今天是六月五号。今天是六月五号。十五，我知道错了。我知道错了。我知道错了。我知道错了。我们上面这款题，我觉得有点难呢。哎，写的够好。十六，你是越南人吧？你是越南人吧？对，我是越南人。十七，你今年多大？你今年多大？我是今年我是。你今年多大？今年我是。十八，今天是几月几号？今天是几月几号？十九，你今天有课吗？有高远的来呢。你今天上课吗？你今天上课吗？二十，你想去中国还是日本？你想去中国还是日本？我想去中国。二十一，你想吃米饭还是米粉？你想吃米饭还是米粉？你中午休息吗？你中午休息吗？你中午休息吗？二十三，你家有小狗吗？
你家有小狗吗？我家你家有小狗吗？24，你喜欢看电影吗？我喜欢看电影。25，你家有几口人？我家有，你家有几口人？我家有，Rồi, mình hoàn thành xong phần 2 nhé. Giờ mình sẽ đến phần 3, phần cuối cùng. Là phần hình này, cả câu này. Mời hướng hình hình. Bắt đầu đi ạ. Muốn ăn bánh không? Không.
我是越南。Rồi, buổi trước thì cảm ơn Hoa đã đến với phần thi HKK ngày hôm nay nhé. Thì như buổi trước chúng ta đã trao đổi, chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phần. Phần 1 là nghe và nhắc lại. Chúng ta sẽ có 15 câu ở phần này. Mỗi câu chúng ta sẽ được nghe 2 lần và mắc điểm là 2 điểm trong câu này nhé. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ có phần 2 là gồm 10 câu hỏi, nghe và trả lời câu hỏi nhé. Phần này chúng ta sẽ được 3 điểm câu. Phần cuối cùng là đặt câu với hình ảnh. Chúng ta sẽ có 4 hình ảnh để đặt câu và mỗi câu là 10 điểm. Rồi, đã sẵn sàng chưa? Rồi, mình bắt đầu nhá. Yi zhen hǎo kàn. Zhen hǎo kàn. Zhen hǎo kàn. Er, wǒ jiā hěn jìn. Wǒ jiā hěn jìn. San, 我吃一碗饭。我吃一碗饭。四，他喜欢看书。他喜欢看书。五，鸡肉米饭很辣。鸡肉米饭很辣。六，昨天我去银行了。昨天我去银行了。七，我没有手表。我没有手表。八，我们在工作。我们在工作。九，他是英国留学生。他是英国留学生。十，我要一杯咖啡。我要一杯咖啡。十一，大学附近有一家银行。大学附近有一家银行。大学附近有一家银行。十二，他在我对面。他在我对面。十三，我上午去游泳。我下午去游泳。十四，今天是他的生日。今天是他的生日。十五，明天是星期五。明天是星期五。OK, 到时候我们刚刚完成了很多，我们再来看看呢，看看小的够好呀。看十六，你是哪国人？我是越南人。你喜不喜欢看电影？我喜欢看电影。十八，今天是几月几号？今天是几月几号？十九，海鲜好不好吃？海鲜好吃，很好吃。二十，你喜欢北京还是上海？我喜欢北京。二十一，今天你有空吗？今天我有空。二十二，你中午休息吗？你中午休息吗？我中午休息。二十三，你上班了吗？你上班了吗？你不上班。我不上班，我去学习。二十四，你在中国学习吗？我在中国学习。二十五，周末你想做什么？
26. 明天是不是你的生日? 明天不是你我的生日。 No, 13. Xin mời Lý Lê Mạng Hình chúng ta đến với phần 3 nhé. Mà bắt đầu đi ạ. Thêm 10 phút đi. Xin chào Chi Hoa đã hoàn thành xuất sắc bài thi của mình. Nha, mời các bạn từ giám thị nhé. Ừ. Được, xin chào, xin chào.